làm rau bí sạch và không có xơ thì mới ăn được. Giờ đây là cách làm lá trước này. Một cái cọng như này bẻ ra, bẻ lá ra. Đấy. Xong làm lá thì phải làm được cả cái xơ ngay lá nữa. Đấy, giờ tước này. Tước làm sao mà để cho tất cả các xơ nó có thể ra hết được. Đấy. Đấy, như thế này thì là cọng này đã sạch rồi này. Khi mình ăn vào ấy thì nó sẽ mềm chứ không còn cái xơ nó bám vào thì nó rất là dai, ăn không ngon đây. Đây kia các bạn tước này. Đấy. Lột luôn được cả cái xơ ấy, chỗ cái những cái cọng của lá này luôn. Đấy. Sau đó bên trong của cái lá này nhá thì cũng phải lấy xơ. Đây. Cái vân này, cái xơ này nó nằm ở trong cái đường gân này hết. Đấy, bây giờ mình phải bấm tay vào đây. Đấy. Tương đối tỉ mỉ đấy, làm cái rau bí này tương đối tỉ mỉ đây và kéo nó ra. Sờ đấy, sờ ở trong phần trong của lá đấy. Thấy coi như cái lá này đã sạch rồi, mềm. Không nên vò nhá, các bạn không nên vò cái lá này. Nhìn nó lông này, nó khi mình rửa ấy, thì nó sẽ rụng bớt lông, mà khi nấu chín lên thì nó sẽ mềm không còn cái gì nữa. Nếu các bạn vò này thì rửa nó sẽ bị nát này, dập nát cái lá. Đấy, dập nát cái lá thì trong quá trình dập nát thì lúc mình rửa ấy có thể nước không được sạch thì nó sẽ làm hỏng cái lá này luôn, rồi lúc mình ăn nó cũng không ngon. Đấy. Để nguyên lá như thế này. Lá này thì khi xào lên ăn rất là bùi. Đây là đối với làm lá nhé. Còn cái cọng của lá đấy bạn ạ, tước bình thường đấy, kéo. Nói chung là phải tương đối là tỉ mỉ một tí, khéo tay. Nữ công gia chánh ấy. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để làm rau bí. Này. Đấy, các bạn lấy hết sờ đấy. Phải bẹn thế nào cho đá sứ gấp như này. Đó. Kéo nha. Nhìn cái lá này. Đấy. Những cái tay như thế này các bạn cũng có thể lấy ăn được. Đấy, các bạn cứ tước. Các bạn chỉ cần bỏ tay phải làm nào mà để mình tì cho cái sơ ấy, nó sẽ kéo hết ra phần lươn như thế này. Đấy. Đấy. Thế. Kéo hết như thế. Đây. Kéo được càng ra nhiều gân thì cái rau bí của mình nó càng sạch và nó càng mềm, lúc ăn thì nó không còn sơ nữa. Đấy. Bẻ ra không còn cái sơ nào nữa. Bây giờ đến làm đến thân này. Thân này nếu mà các bạn bỏ hết những cái nụ cái hoa nó nhỏ quá thì cũng không ăn được. Mà thường là cái rau bí này này mà cái là rau bí mà rau bí không phải lấy trái thì là trên cái thân này nó không có trái đâu. Nhưng mà đây là rau bí có trái này, dùng để ăn trái này. Thì cái trái này ăn nó rất là nó đắng đắng ấy, thì cũng không nên lấy vào ăn. Không mà người ta thì bảo bùi nhưng thực ra nó không bùi đâu. Có quả rất là cái quả này, cái trái này nó rất là đắng này. Đấy. Nhận nhận đắng ấy. Đây bây giờ đến cái thân này. Đây là cái thân mập đây, dài như này đây. Đây các bạn muốn lấy sạch cái sơ của nó thì đầu tiên các bạn cũng cứ bẻ thôi. Bẻ từng phần một trên cái cọng này. Đấy các bạn bẻ. Đấy và các bạn tước này. Đấy. Tước đấy, nó sơ nó ra như thế này thì là cái bí nó mới không còn, khi mình nấu lên nó không còn cái sơ. Nó rất là ngon. Nhưng mà để lại cái sơ này nó còn sơ mỏng mỏng thì cũng cái rau bí nó sẽ bị dai và ăn nó sẽ mất ngon, mà cái lúc cảm giác ăn rất là bực mình. Đấy, đây. Nói chung là một cái mớ rau bí như này mà làm thì nếu mà người mà làm thành thạo, tức là người mà kỹ tính mà thành thạo thì cũng phải nửa tiếng. Đấy. Đấy, mình tước nếp rất nhẹ nhàng, không thể tước vội được nha các bạn nhé. Đối với rau bí thì không thể làm vội được, làm vội là coi như là mình không phải ăn rau bí đâu, mình ăn sơ của bí đấy. Đấy, bạn thấy không ạ? Đấy, mình lấy ra sơ nó rất là dày như này. Xuống như này thì là nó sơ nó như thế này.
Nếu mà bạn nào mà làm rau bí mà nó cứ tứt 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 như này thì không không chưa chưa phải là biết cách làm rau bí đâu. Mà các bạn làm sao mà các bạn lột được cái phần sơ rất là cứng như thế này này. Đấy. Thì cái rau bí như thế này, đây các bạn thấy không? Nó rất là mềm, mềm nhá. Mềm lắm. Đấy. Mềm, nó không còn cái sơ nữa. Bây giờ các bạn bẻ này nhá. Bẻ theo cái kích thước mà gia đình nhà mình hay ăn thôi. Đây, đây các bạn thấy không? Đấy, bẻ ra như thế này. Đấy, bẻ này. Đấy. Sau khi mình làm xong mình bẻ thôi, nó không còn sơ nữa. Đây. Đến đây thì nó đang còn vặn sơ này, đấy thì mình bẻ này rất là nhẹ nhàng lột sơ ra. Đấy. Đấy không? Đây. Đây đây này nhá. Đây mình đấy này, ở đây vẫn còn sơ này. Đấy. Các bạn đừng có bảo là nó lôi hết cái thịt từ trong này ra, không phải. Mà nó đang còn lấy các sơ của nó ra hết. Mà mình lấy sơ ra thì cái rau bí nó không còn bị dai nữa. Đấy. Đấy, các bạn đừng có tiết kiệm nhé. Làm rau bí thì đừng có bảo là úi dồi sao lôi hết sơ ra như thế, à hết hết cả thịt của nó không phải. Mà nó sơ nó dính ở đây đấy. Đấy. Chúng ta kéo sơ ra này. Đấy. Đấy, như thế này. Đấy. Làm rất nhẹ nhàng nhé. Đây, đấy, các bạn thấy không? Sơ của nó như dày như thế này cơ mà. Đúng không? Đấy, mình lôi một cái cọng sơ rất là dày như thế này. Đấy. Bây giờ mình bẻ thôi. Đấy. Chỗ nào còn sơ thì mình lại tước. Đây này. Lúc mình làm nó vẫn đang sót này đấy. Vẫn đang sót sơ đấy. Đấy. Mình đang sót này. Đấy. Đấy, đấy. Đây bây giờ mình bẻ thôi. Ngay chỗ này vẫn còn sơ này đấy. Mình lại tước ra. Đấy. Đấy. Bây giờ mình lại lọc sơ. Đấy. Đấy. Mình lọc sơ. Đấy. Đấy, đấy. Đấy, các bạn thấy không? Sơ nó ra như thế. Rồi. Trong này vẫn còn sơ thì các bạn vẫn cứ lấy như bình thường. Đấy. Đây còn lá này. Đấy, mình làm lá luôn. Còn cái cọng lá luôn nhé. Đấy. 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 Đấy, hết sơ đấy. Đấy. Hết sơ ở phần của lá này, đây là lá non này, đấy, hết sơ này. Nhưng bên trong này vẫn còn sơ thì mình lấy ngay chỗ cái móng tay ấy, để mình khởi cái này đây. Đấy, nói chung móc một đoạn lên thôi, đấy, móc một đoạn này này. Lôi ra, đấy, sơ đấy. Đấy. Sơ nhỏ nhỏ thế này thôi, nhưng mà nó cũng rất là dai đấy. Ăn vào thì nó dai, nó cảm giác mất gì đi. Thấy chưa? Bây giờ mình lại chuyển sang cọng. Lôi thế này nhé. Đấy, như thế này. Đấy, các bạn tước. Đúng không ạ? Nhìn rất là ngon đúng không ạ? Đấy, mình lôi cái các sơ ra. Bé như thế này thôi nhé. Nhưng mà ví dụ như đôi khi là mình làm ấu ấy, mình cứ thấy thôi rồi đại đại đi làm qua loa. Nhưng mà làm qua loa thì đối với rau bí thì không ăn được. Nó thật là ăn nó không ngon nữa. Đấy, nó vẫn còn sơ, nó rất là dài đấy. Đây này, đấy, các bạn kéo đấy đó. Đấy. Đây là cái ngọn của nó rồi, vào đến ngọn rồi. Đấy. Vào đến cái ngọn thì như này này, cái phần ngọn của nó ấy thì là cái sơ của nó cũng sẽ mềm ra rồi. Tức là cái khoảng sơ này nó non mà, nó sẽ mềm ra. Nhưng cái đoạn như này thì chúng ta không thể lấy sơ được nữa. Đấy. Các bạn kéo ra như này thì sơ nó cũng không ra được nhiều nữa. Thì chúng ta cứ để như này thôi. Vì nó mềm mà, lông nó rất là mềm. Đấy, mềm. Lông mềm lắm. Các bạn chỉ rửa sạch sẽ xong bạn xào thì nó lại ăn như bình thường như này. Quan trọng là cái phần thân đây đấy các bạn. Đây. Quan trọng là cái phần thân như này. Đấy. Lá nhé. Đấy. Lá này. Đấy. Lá đây. Đấy. Đấy. Những cái này đắng này bạn bỏ đi. Ăn nó nhận nhận ở đây. Quan trọng là khi chúng ta lột cái sơ này, đấy, như ở đây thì quan trọng lột cái sơ là lột cái sơ từ phần đầu này, đấy, đến phần ngay chỗ gần cái thân quế gần khoảng 3-4 cm của cái rau bí thì chúng ta tạm thời cũng làm cái đoạn này thì nó cũng chỉ có là vừa phải thôi, đấy, nó mềm này, nhé, đấy thì các bạn ăn rất là ngon,
Đấy, nhưng mà nếu mà không làm sạch được như này, nếu mà không làm sạch được, không lấy được sơ như này, thì rau của chúng ta mà các bạn lấy sơ như này nhé, sơ nó lỏng lẻo như này, lỏng lẻo như này, các bạn thấy không ạ? Thì khi chúng ta ăn rau nó cũng rất là dai, dai rau rất là dai, ăn không còn ngon nữa, chúng ta ăn giống như bã ấy. Đấy, mất ngon này đúng không? Đấy, là chúng ta khi nào mà các bạn làm được rau bí mà lấy sơ như này, đấy, lấy sơ nó ra như này, đấy, nó dày như này, thì coi như là chúng ta đã biết làm rau bí.